Xin chào tất cả các bác, anh các chú ạ. Hôm nay em lên video giới thiệu cho tất cả các bác một số các cái hàng đồ tháo máy. Bác nào có nhu cầu mua hàng có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại hàng Nhật Bãi Long Hợi, số điện thoại đặt hàng 0975275636 hoặc số điện thoại 0942453417. Địa chỉ của em ở thôn Hà Vĩ, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc. Bác nào ở gần thì mời các bác qua địa chỉ cửa hàng xem mua trực tiếp. Bác nào ở xa bên em sẽ có ship hàng đến tận nơi nhé. Trên video em có đánh số thứ tự và giá tiền theo từng mẫu hàng. Các bác có nhu cầu mua mẫu nào thì cứ chốt cho em theo mã số như trên video. Giá trên video là giá tại cửa hàng, chưa bao gồm tiền ship. Những đơn hàng mà dưới 5kg, tiền ship toàn quốc sẽ là 30.000. Còn từ 5kg đến 10kg quay đầu, tiền ship sẽ đồng giá là 50.000 toàn quốc. Cái này tiền ship đang tính đồng giá theo cân nặng, không tính theo địa chỉ xa gần đâu ạ. Rồi bây giờ đầu tiên em xin phép quay vào mẫu số 1 nha. Ở trên video nếu em quay không được rõ được chi tiết mẫu nào, các bác có cần xem lại thì cứ báo em ở trong Zalo, xong em sẽ chụp ảnh lại các bác xem nhá. Đây mẫu số 1 đây. Số 1 đây em có bộ combo gồm 5 cái motor nhỏ nhỏ này các bác. Ở đây cái phần motor nó sẽ còn hai cái phần dây rắc điện này các bác. Cái phần dây điện bên trên này. Đây các bác, nó vẫn còn đây nhá. Trên đây nó sẽ có một cái tem như này, AC jack motor. Công suất là 5W, điện 24V. Đây các bác có thấy rõ cái phần thông số của nó không? Made in Japan nhé. Rồi em đo kích thước của nó này. Cái này phần thân motor ở đây bản rộng là 18 ạ. Chiều dài phần thân motor đo được là 50. Đây là mẫu số 1 này. Combo gồm 5 chiếc này là của em có giá là 100.000. Các bác chốt mẫu số 1 nhé. Này em chỉ có một bộ thôi. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 2. Số 2 là cái này. Cái này kiểu như cái hộp mà cái nút công tắc này các bác, nút công tắc nhấn. Đây này. Nó sẽ có 4 chiếc như này nhá, 4 chiếc trên đây này. Cái này phần khung của nó khung bằng sắt ạ. Cái này các bác có thể xài điện từ bao nhiêu, em xem bao nhiêu này. Từ 30 đến 250V nha các bác. Đây em xem là hàng của nước nào đây. Lúc nãy anh em nhìn thấy có chữ Made in Japan. À đây có chữ Made in Japan ở trên này nha các bác. Hình thức thì là còn đẹp, không có bị bể vỡ gì đâu ạ. Cái này thông số thì nó lên video nó hơi mờ nên không nhìn được nha các bác. Con này bản rộng của nó là 5,5cm, chiều dài đo được là 28cm này. Cái này em bán theo là mẫu số 2 này. Một chiếc như tem đang cầm như này sẽ có giá là 50.000 nhá. Mẫu này bác nào mà mua từ 10 chiếc chuyển khoản thì sẽ được miễn ship ạ. Cái nào cũng đẹp ạ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 3. Số 3 là một mẫu móc an toàn. Móc an toàn này nó sẽ có hai màu. Một là màu đen này, hai là màu vàng. Vậy nó có hai màu nhá. À, thích màu nào thì bảo em. Mẫu này là móc an toàn của Tajima, hàng Nhật Bãi ạ. Phần thân bản rộng là 11cm, tổng chiều dài đo được là 26cm. Móc số 3 có giá là 150.000. Nó sẽ gồm một móc và một cái khóa bên dưới như này nha các bác. Móc số 3 sẽ có giá là 150.000, là bộ hai món nha các bác, sẽ gồm một móc một khóa. Bác nào thích màu đen thì chọn màu đen, thích màu vàng chọn màu vàng nhé. Này em đang có hai bộ đây. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 4. Số 4 là cái này. Này dạng một cái dạng hộp điều khiển này, mẫu này hàng của LS này. Servo driver này các bác. Mẫu này điện ở đây nó ghi là điện 3 pha này các bác, từ 200 đến 230V nhá. Đây các bác có thể chụp lại màn hình để mình lưu điện thoại xem lại thông số của nó này, hàng của LS nha các bác. Bên đằng sau này nó sẽ có một cái màn bên cạnh này các bác, nó sẽ có một cái màn hình điện tử và các cái cổng chân rắc cắm như này. Đây, có tên thương hiệu LS này. Hình thức thì em thấy là còn rất là mới và đẹp luôn. Em đo kích thước phần thân của nó nhé. Mẫu này bản ngang đo được là 17cm, chiều bên này sẽ được là 16cm ạ. Mẫu số 4 này, cái này của em sẽ có giá là 500.000 một chiếc, Made in Korea nha các bác. Mẫu này bác nào mà chuyển khoản trước thì em sẽ miễn ship nhé. Mẫu này hiện tại đang có 4 chiếc luôn. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 5. Số 5 ở đây em đang có 4 cái bi này. Mẫu này của nó sẽ là bi gối nha các bác. Phần khung mẫu này sẽ là khung bằng sắt nha. Mẫu này ma bi của nó là 6205. Thì cái phần lỗ trục này của nó sẽ là lỗ 25 nha các bác. Kích thước phần thân này độ dày đo được là 25. Độ dày phần khung sắt là 25 nhá. Bản rộng đo được là 63, chiều cao đo được là 60. Ở đây em đang có combo gồm 4 chiếc của mẫu số 5 có giá là 150.000 4 cái ạ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 6. Đây số 6 này. Số 6 là bộ combo gồm hai cái cục trở này các bác. Cái này phần áo bên ngoài nó bằng nhôm, bên trên đây sẽ có hai cái phần dây điện nhá. Em đo kích thước này. Cái này bản rộng là 6cm, chiều dài đo được là bao nhiêu đây? 18cm nhá. Phần bên dưới thì dài hơn, đo được là 21.5cm. Chiếc thứ hai này. Đây chiếc thứ hai là cái mẫu này.
Mẫu này phần thân này, mẫu này bản rộng đo được là 7 cm, chiều dài đo được là 18 cm ạ. Combo này gồm 2 chiếc của mẫu số 6 có giá là 100.000 hai cái. Cái mẫu này này, mẫu này hiện tại cũng đang hình như là có nhiều này. Cái này bác nào mà muốn mua hai cái chai chiếc này này thì báo em nhé. Nếu không muốn lấy chiếc to mà muốn đổi qua lấy hai chiếc này thì báo em. Cũng đồng giá là 100.000 combo 2 chiếc. Tiếp theo chuyển qua mẫu số 7. Ôi trời, tí thì rơi các bác. Số 7 ở đây em có bộ combo là gồm hai cái này gọi là gì nhỉ? Cái cưa. Đúng rồi, cái cưa nha các bác. Cái này cưa hàng Nhật bãi, hàng mới về, chưa có vệ sinh đâu. Chiếc này thì em thấy là phần răng là còn đẹp, chưa có bị mất đâu nhá. Mẫu này bản em đo là 60, chiều dài đo được phần lưỡi này. Phần lưỡi này đo được là 25 cm nha các bác. Đây, mẫu này em thấy là lưỡi còn đẹp ấy, không có bị mẻ nhá. Chiếc thứ hai này. Này là các cái cưa cắt gỗ các bác. Mẫu này thì răng của nó này, răng của nó cũng đẹp nha, răng của nó cũng đẹp nha các bác. Cái phần răng cưa này chiều dài đo được là 19 cm, còn tổng của nó sẽ được là 24 cm nhá. Combo này của em gồm 2 chiếc, có giá là 100.000 của mẫu số 7 2 cái. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 8. Đây, số 8 bên này. Số 8 bên em có một cục nguồn này. Đây em sẽ đo kích thước của nó trước nhá. Con này phần thân bản rộng là 10 cm, chiều dài đo được là 18 cm. Ở đây là cái phần chân ốc vẫn còn này. Mẫu này cái tem ở đây nó bị mất rồi, nên không biết là cái nguồn này là bao nhiêu vôn nha các bác. Không biết là cái nguồn này ra bao nhiêu vôn. Bên trong các cái cục biến thế, cả cục đồng nó vẫn còn nguyên này. Đấy, cái này bán mù nha các bác, tại vì không thấy cái tem của nó rồi. Mẫu số 8 này, chiếc này của em sẽ có giá 50.000, cái này có mỗi một cái thôi. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 9. Đây, số 9 này. Số 9 mẫu này của em nó đây là có bộ combo gồm 6 cái đồng hồ này các bác. 6 cái đồng hồ như này nhá. Mẫu này là hàng đằng sau này nó sẽ có cái đầu ống này, một cái đầu ống 4, một cái đầu ống 6 này, phần dây điện bên đằng sau vẫn còn dài nhá. Trên đây nó sẽ có cái tem này. Nó ghi là hàng Made in Korea các bác, điện là 12 đến 24 V DC. Này em có bộ combo này là gồm mấy đây? Combo gồm 6 chiếc nha các bác. Combo này của em sẽ có giá là 120.000. Đấy, bác nào chốt thì báo em nhá. Mẫu số 9 á. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 10. Số 10 là cái này. Cái này là cái van kiểu như cái van khóa bằng inox ấy các bác. Inox nha. Đây này. Kiểu như cái van đóng mở ấy. Đây này đang ở chỗ mà van đóng này. Đây. Em thử lâm châm cho các bác nha. Đây không hút lâm châm luôn nha. Đấy, không hút lâm châm. Kích thước này. Cái này phần lỗ bên trong đem sẽ đo là 4 ly, còn phần gen bên ngoài. Cái này phần gen bên ngoài đo là 14 ạ. Đây là mẫu số 10, bao nhiêu đây? Số 10. Số 10 các bác em bán theo combo là 120.000, là combo gồm 2 chiếc luôn nhá. Mẫu này hiện tại đang có là 5 bộ, tương đương với 10 chiếc ạ. Tiếp theo chuyển qua mẫu 11. 11 là cái mẫu to hơn này. Mẫu này cũng là bằng inox nha các bác. Đây mẫu này, cái phần thân giữa toàn bộ bằng inox hết này. Đấy, mẫu này là size to hơn. Mẫu này cái phần lỗ gen này này, ở đây em sẽ đo được là 13 nha các bác. Đây bên trên này em xem là có cái tem này. Đây. Nó có cái tem ký hiệu đóng mở như này, kiểu như van khóa này. Đây, bên trên này. USA này. Hình thức thì rất là đẹp luôn, to đẹp nha. Đây là mẫu số 11. Cái này của em sẽ có giá là 150.000 một chiếc. Này em đang có 4 cái đây. Tiếp theo chuyển qua mẫu 12. 12 ở đây em có combo cùng hai cái vỉ mạch này. Ở trên đây này các bác. Cái này thì hình thức em thấy là còn đẹp nhá. Ở đây nó sẽ có bên dưới này là giống như các cái vỉ mạch. Bên trên nó sẽ có các cái cổng chân rắc cắm như này, Made in Japan này. Em đo kích thước này. Mẫu này bản rộng đo được là 6 cm, chiều dài của nó là 22 cm nhá. Cái này em có combo gồm 2 chiếc của mẫu số 12, có giá là 50.000 hai cái. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 13. Đây, 13 đây. 13 thì cái này là cái mã hàng này lúc nào cũng cháy hàng này. Này bác nào chốt thì báo em nha. Mẫu này hôm nay có một rổ đây. Đây các bác. Cái này là cái cục nguồn, kiểu cục nguồn mini này các bác. Phần chân ốc là vẫn còn, hình thức thì em thấy rất là mới nhá. Mẫu này đây nó ghi cổng đầu vào là 100 đến 264V, điện ra của nó là DC 12V nhá, 1A. Em đo kích thước phần thân, mẫu này bản rộng là 4.7 cm, chiều dài phần thân là 6.5 cm. Cái này thì em sẽ bán theo combo là 100.000, combo 5 chiếc nha các bác. Đây có nguyên một rổ luôn. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 14.
Đây, 14 là cái bộ này. Đây nó có một cái dây bi lẻ này, cái này của nó là dây EG15, là các bác lắp cái bản dây 15 nhá. Còn mẫu này nó sẽ có một cái phần khung bằng nhôm này. Còn bên dưới này nó sẽ có bốn cái bi. Cái này bốn cái bi trượt này của nó các bác cũng là lắp được cái bản dây 15 nhá các bác. Đấy, bản dây 15. Kích thước phần mặt bích bên trên của nó này. Cái này bản rộng đọc là 9 cm, chiều dài ở đây này. Mẫu này chiều dài em đo được là 14 cm. Ở đây nó có lâm châm mà nó hút lâm châm này. Đấy các bác. Cái này phần áo màu trắng bên ngoài nó bằng nhôm nha các bác. Đây là mẫu số 14 này. Cái bộ này của em sẽ có giá là 150.000 nha. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 15. Đây, 15 là cái mẫu này. Mẫu này cái cụm dây sạc và các cái dây rắc này các bác, nó nhiều lắm luôn. Hình thức thì em thấy cũng còn đẹp, không có bị là bể vỡ gì đâu nhá. Đây này. Cái này là nguyên một cụm này của nó là chưa có hề tháo ra luôn này, vẫn còn bụi của cái hàng vãi luôn nhá. Đấy, nhiều nha các bác. Cái cụm này thì nó còn cả cái đầu dây rắc bên này vẫn còn nhiều này, còn cái cụm bên này thì có cái dây thì nó cũng bị cắt như này rồi. Còn có cái thì là còn đủ hai đầu nhá. Cái này của em sẽ bán là mẫu số 15, combo cả rổ này luôn. Có giá là 150.000 thôi. Đấy, bác nào chốt thì báo em nhá. Đây này. Đấy. Nhiều lắm luôn này. Tiếp theo chuyển qua mẫu 16 ạ. Đây 16 là cái bộ van điện này các bác. Đây, như cái mẫu em đang cầm tay là hàng của TVC Make in Korea nhá. Mẫu này là điện DC 24V, đầu van ống này các bác. Đây nó sẽ là bằng đồng này, đầu ống như này sẽ là ống 6 nhá. Có cả mẫu van điện hai đầu như này, cũng là hàng của TBC Make in Korea này. Này đầu ống bên trên của nó sẽ là ống 8. Đấy. Và có cả hàng SMC luôn, SMC Make in Japan nha các bác. Có cái đầu ống to sẽ là ống 8 và ống 6 này, có cái ống nhỏ thì sẽ là ống 4. Có cái thì còn đầu điện, có cái thì mất rồi các bác, về mình lấy đồ lấy phụ kiện thay thế nhá. Ở đây em xem có bao nhiêu chiếc này. Combo gồm 2 này, 4 này, 6 này, 8, 9 chiếc. Combo gồm 9 chiếc luôn các bác, của mẫu số 16 có giá là 100.000 thôi. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 17. 17 đây em có một cái cục nguồn này, cục nguồn nhỏ nhá. Cái này phần chân ốc bên trong đây vẫn còn đây. Ở đây bên sườn sẽ có mấy tem này. Điện đầu vào là AC 220V, điện ra mẫu này là DC 24V này các bác, 1.1A nha. Kích thước phần thân mẫu này em đo này. Mẫu này bản rộng đo là 8 cm, chiều dài là 9.5 cm ạ. Đây là mẫu số 17, em có một chiếc thôi, có giá là 60.000. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 18. Đây các bác, 18 mà đem có bộ combo gồm hai cái cốc lọc nhá. Cái phần cốc lọc này thì nó bị cái nắp đồng hồ đây này, nó bị mất rồi nha các bác. Logo ký hiệu của hàng SMC. Đầu ống thì nó sẽ bên này nó sẽ ống 10 này, còn bên này sẽ là ống 8 nhá. Phần thân lọc cốc lọc thì em thấy là còn đẹp, không có bị bể vỡ gì. Đây này, logo của SMC nó cũng bị mờ mất ở đây rồi nhá. Tiếp theo chiếc này. Chiếc này bên đầu này cũng là ống 10 này. Và bên này sẽ là ống 8. Phần mặt nắp kính của mẫu này cũng đã bị mất rồi. Còn đâu hình thức cốc lọc thì em thấy là còn nguyên, không có bị bể vỡ gì. Combo này gồm 2 chiếc của mẫu số 18, có giá là 130.000. Là combo 2 cái luôn nha các bác. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 19. Đây, 19 mẫu này của em nó là mấy cái gối nhôm nhá. Này gối nhôm các bác. Nó là dạng một liền một khối này luôn, nên là sẽ rất là chắc và khỏe luôn ạ. Mẫu này phần lỗ bên trong của em đo là 22. Kích thước phần khung này, mẫu này độ dày là 1.4 cm nha các bác, cũng khá là dày luôn. Kích thước bản ngang đo được là 7 cm, chiều cao mẫu này là 7.7 cm. Cái này thì em sẽ bán theo combo nha các bác, 100.000 bộ combo là gồm 4 chiếc luôn. Đây các bác chốt cho em là gối nhôm của mẫu số 19. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 20. Đây 20 nó nằm bên góc này. Đây các bác đợi em chút để em dọn chỗ mang mã 20 ra đây nha. Đây các bác, 20 là mẫu này, trên một cái rổ màu đỏ nha. Đây các bác, cái này mới gọi nó là cái gì đây. Nó giống như cái ấy đấy, bên trong nó có cái trục bi xoay này các bác. Mẫu này là bằng sắt nhá. Còn cái phần đây, cái này bằng sắt luôn. Đây này, ở trên đây nó sẽ có 2 chiếc này. Còn ở đây nó sẽ có là 4 cái này các bác. Cái này không biết gọi nó là cái gì đây, không biết tả nó là cái gì. Mẫu này phần đường kính em đo là 40 này các bác. Phần khung mẫu này chiều dài đo được là 21 cm nhá. Có 2 chiếc là mỗi một cái nó sẽ có 4 cái như này. Còn một chiếc này có 2 chiếc thôi. Đây là combo gồm 3 món của mẫu số 20.
combo này sẽ có giá là 100.000. Đấy, bác nào chốt thì báo em nhá. Tiếp theo chuyển qua mẫu 21. Đây, 21 là mẫu xi lanh này. Đây các bác. Các cái đầu dây này của nó kiểu như được cái đầu dây cảm biến ấy. Hai bên sườn nó sẽ có hai cái phần dây trượt này các bác. Đấy, còn ở giữa sẽ là xi lanh hơi 2 ti nhá. Con này thông số là hàng Made in Japan. Thông số của xi lanh này. Đây là 16 x 13. Hành trình của nó đẩy sẽ được là 1.3 cm các bác. Hình thức thì em thấy là còn rất là đẹp nhá. Ở đây đầu ngoài này nó có cả một cái xi lanh nhỏ nhỏ nữa này. Xi lanh ở đây. Xi lanh nhỏ này đẩy ra hành trình như này. Đấy. Cái hành trình nhỏ này, xi lanh nhỏ này không thấy cái tem. Ở đây cái tem nó ở vướng ở cái khung rồi các bác, nên là không nhìn được nhá. Em đo kích thước này. Cái này phần khung ở đây bản rộng là 6 cm, tổng chiều dài phần khung là 20 cm. Cái này em đang có 4 chiếc. Đây là mẫu số 21 này, combo gồm 2 chiếc sẽ có giá là 120.000 nha các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 22. 22 đây. 22 là cái ốc này. Cái này là các cái con ốc của cái gì nhỉ? Bắt ở nhôm ấy các bác. Nhôm định hình nhá. Nó sẽ có loại to loại nhỏ như này. Này bằng sắt nha các bác. Đây này, bằng sắt nha. Nhưng mà cái hình thức thì cái lô ốc này thì rất là đẹp. À không, này cái này không gọi là ốc. Cái này kiểu như gọi nó là con tán bắt ở nhôm ấy các bác, nhôm định hình ấy. Đấy. Cái này nó có nhiều kiểu chứ không phải một loại đâu các bác. Đấy, bác nào mà chuyên làm nhôm định hình thì mình sẽ biết ngay. Mẫu số 22. Cái này em bán theo kg nhá, 70.000 một kg. Đây, mẫu này nguyên một rổ đầy như này là khoảng tầm 7 kg đấy các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 23. 23 ở đây em đang có combo gồm 3 cái motor nhá. Đây. Đấy, đây bên đây nó có cái phần trục như này. Cái này phần đầu trục của em sẽ đo được là 8 ly. Kích thước phần thân này, cái này mặt bích của nó bản rộng là 6 cm, chiều dài phần thân là 4.5 cm nhá. Còn phần dây điện này cũng em thấy còn dài nhá, còn cả rắc này này. Cái này nó có cái tem motor step, điện thì nó ghi là 12 đến 200V, Made in Japan nha các bác. Hình thức thì em thấy là còn đẹp đấy. Đây, bác nào biết thì mình chốt nhá. Đây, bên dưới nó có cả một cái phần trục như này. Đấy. Ba cái thì đều là còn đầy đủ cả dây. Mẫu này thì hàng này em không có biết test nên là cứ thể bán cho các bác thôi nhá. Đấy, chỉ bao hình thức là không có bể vỡ và hình thức là đẹp. Số 23 combo này em có 3 chiếc của giá là 150.000. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 24. 24 là một mẫu này. Mẫu này cũng còn cái phần đầu dây rắc như này, cũng là dạng một mẫu motor step nha các bác. Mẫu này phần đầu trục em đo được là 8 ly. Em đo kích thước phần thân này, mặt bích bản rộng là 6 cm, chiều dài phần thân là 10 cm nha các bác. Đây, cái tem của nó sẽ ở đằng dưới như này. Motor step này, nó ghi là điện 12 đến 200V, cũng Made in Japan nha các bác. Đấy, các bác có cần xem lại cái tem thông số thì mời các bác qua Zalo chọn theo mẫu số xong em sẽ chụp ảnh lại các bác xem nhé. Đây là hai cái đầu dây rắc bên trên này vẫn còn này các bác. Mẫu số 24 em có 1 chiếc thôi, có giá là 100.000. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 25. Đây, 25 đây, 25 là cái món này, nguyên một rổ đầy luôn. Đây các bác. Mẫu này cái phần khung màu xanh này các bác đang thấy nó sẽ là khung bằng sắt nhá. Ở đây nó ghi điện đầu vào này, AC là 100 đến 220V. Có cái thì còn cái tem này, có cái thì mất rồi nhá. Đây, như cái mẫu em đang cầm này, ở đây nó sẽ có một cái nút công tắc này, nhấn này. Bên đây sẽ có một nút công tắc xanh, một nút công tắc đỏ. Đây các bác, cái kiểu cái công tắc hành trình nó ở đây này. Nó hai cái nút công tắc ở đây nhá. Ở đây nó sẽ có một cái cục vỉ mạch này. Đằng sau nó sẽ có một cái cổng chân giắc cắm 3 chân như này. Đấy. Đây các bác. Như cái này nó đang bị thiếu một cái nút đỏ, nút xanh này các bác. Đấy, nhưng mà vẫn nhấn được nha. Đây các bác. Hình thức thì em thấy là còn đẹp nha. Cái nào cũng còn cổng chân giắc cắm 3 chân ở đây này. Đây AC 110 đến 220V này. Ở đây em có combo này cùng 5 chiếc luôn. Là của mẫu số 25. Có giá là 130.000, là combo 5 cái thôi. Các bác thông cảm, cái này thì em bán giá rẻ rồi nên lại bán nguyên theo combo, không có tách lẻ đối với mẫu này nhá. Mẫu này hiện tại là đang có 4 bộ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 26. Đây, 26 là cái mẫu trục tròn này. Mẫu này của em nó sẽ là trục tròn sắt đặc nhá. Hai đầu nó sẽ có cái phần gối nhôm như này. Mẫu này phần trục tròn em đo được là phi 20. Chiều dài phần trục tròn sẽ là 109 cm nha các bác. Kích thước của bi này, mẫu này chiều dài của bi là 9.5 cm. Trên cái phần bi này, mỗi một cái bi sẽ có 4 cái phần lỗ để các bác có thể bắt trên cái bàn máy nhá. Phần gối này, mỗi một cây trục sẽ có 2 cái phần gối nhôm. Đầu bên kia cũng sẽ có luôn nha các bác. Đấy, đầu bên kia sẽ có luôn. Đấy, bộ này thì em sẽ bán theo là mẫu số 26, combo gồm 2 cây, có giá là 350.000 2 cây nhá. Hôm nay bác nào mà mẫu này mà mua từ 2 bộ trở lên là 4 cây, chuyển khoản trước thì sẽ được miễn ship nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 27.
27 là cái mẫu vít me này, cái này của nó là vít me bi nhá. Hai đầu sẽ có gối nhôm và cái phần mặt bích đỡ bàn máy bên trên này của nó cũng sẽ là bằng nhôm luôn. Mẫu này thì nó là hàng của THK nha. Phần đầu trục này ở đây em sẽ đo được là phi 10. Mẫu này phần vít me đo được là phi 15. Cái phần mặt bích đỡ này của nó rất là to luôn. Đây các bác đợi em cái nhá. Cái này hơi bụi. Đây để em lật nó lên này. Đấy. Chính xác thì là cái bàn trượt nó sẽ lật lên kiểu như này. Đấy, là các bác có thể bắt cái bàn máy ở bên trên như này này. Ở giữa cái đầu bơm mỡ cho cái phần bát gen bên trong này vẫn còn nguyên như này nhá. Phần mặt khung bên trên này, mẫu này bản rộng là 16 cm, chiều dài thì em sẽ đo được là 15 cm nhá. Phần vít me này, trơn trượt nhẹ nhàng, vẫn còn nguyên cả cái phần vòng đỏ kiểu cao su để đỡ ở cái phần bát gen nó tránh va đập đi các bác. Mẫu này tổng chiều dài cả sản phẩm luôn sẽ được là bao nhiêu mấy đây? 34 cm nha các bác. Đây là mẫu số 27 này. Đây lại quay ngược lại để các bác thấy số. Mẫu số 27 này các em sẽ có giá là 250.000 một chiếc. Mẫu này hiện tại là đang có 3 cái các bác. Tiếp theo đây là mẫu 28. Mẫu này thì hành trình của nó dễ dài hơn. Đây cũng là hàng của THK Made in Japan này. Đầu bơm mỡ vẫn còn nhá. Phần gối của nó sẽ là gối nhôm hai đầu. Ở giữa sẽ có một cái phần khung nhôm đỡ như này. Mẫu này phần đầu trục em đo được là phi 10, phần vít me đo được là phi 15. Nó cùng kích thước với mẫu 27. Như cái mẫu này phần khung nhôm đỡ này sẽ nhỏ hơn và hành trình nó sẽ dài hơn. Mẫu này tổng chiều dài cả sản phẩm đo được là 51 cm nha các bác. Phần vít me này quay trơn tru nhẹ nhàng nha các bác. Đấy. Mẫu này là mẫu vít me bi. Mẫu này như em chỉ có một chiếc thôi ấy. Và mẫu số 28 cái này của em sẽ có giá là 250.000. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 29. 29 ở đây em có cái cây trục tròn này. Mẫu này của nó sẽ là trục tròn sắt đặc nhá. Trên một phần trục tròn nó sẽ có 3 cái phần bu li nhôm. Mẫu này phần trục tròn đo được là phi 20. Đây các bác. Ở đầu ngoài đây nó sẽ có 2 cái bi như này. Bên này cũng sẽ có bi nhá. Phần rãnh bu li bên trong này ở đây em sẽ đo được là 17. Còn phần rãnh bu li to này đo được là 27 nha các bác. Kích thước chiều dài này. Mẫu này tổng chiều dài cả sản phẩm luôn đạt được 45 cm. Số 29 này, cái cây này em sẽ có giá là 100.000 nhá. Đấy. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 30. 30 là cái mẫu dây trượt này các bác. Cái này kiểu như dây trượt ô kéo nhá. Đây em xem nào, mẫu này đang có 2 bộ đây. Cái này của nó cái bản dây nó trượt ra nó dài lắm các bác. Đây này. Nó trượt ra thì rất là trơn nha. Đây để em đo này. Cái này không biết là đo kiểu gì cho nó chuẩn nữa cơ. Mẫu này lâu rồi mới lại có được 2 bộ này. Mẫu này bản rộng đo được là 6 cm này các bác. Bản rộng phần khung đo được là 6 cm nhá. Còn tổng chiều dài, mẫu này tổng chiều dài đem đo là 80 cm. Một bộ thì sẽ gồm 2 chiếc nha các bác. Đây, kiểu như em tính là 2 chiếc trái. Ở đây đang có 2 chiếc trái và 2 chiếc phải này. Đấy, thì một bộ sẽ gồm một cây nọ một cây kia. Mẫu số 30 là 200.000 là 2 cây nha các bác. Bác nào mua cả 2 bộ luôn thì tặng các bác một cái cây lẻ bên ngoài như này. Đấy, tặng các bác một cây lẻ bên ngoài như này nhá. Đấy là đối với các bác nào mua cả 2 bộ luôn nhá. Tiếp theo chuyển qua mẫu 31. 31 là cái bộ khung trượt tròn này. Để em bỏ cái dây này ra nữa này. Đây các bác, mẫu này phần khung màu đen này nó sẽ khung bằng nhôm nhá. Hai bên sẽ có 2 cây trục tròn này. Mẫu này của em nó sẽ là trục tròn sắt đặc. Ở đây em đo được là phi 16. Phần vít me ở giữa đo được là phi 20. Ở ngoài đây này, sẽ có một cái phần tay quay và một cái phần khóa chốt nha các bác. Em đo kích thước phần khung này. Mẫu này bản rộng đo được là 22 cm. Chiều dài phần khung mẫu này đo được 59 cm. Còn chiều dài của cái phần vít me bên trong này, ở đây em sẽ đo được là 56 cm nha các bác. Tất cả những cái mẫu khung này sẽ còn nguyên cả cái phần tay nắm và phần chốt nha các bác. Phần bi này, phần bi thì trơn tru nhẹ nhàng, không có bị chặt rít hay là dơ lắc gì đâu nha các bác. Cái này là cái phần vít me này, nó đang chưa có cái điểm tựa nên là quay thì các bác cảm thấy là nó sẽ không di chuyển nhá. Các bác mà hãm cái phần này lại này, thì cái phần vít me các bác sẽ thấy nó di chuyển ngay. Đấy, nó đang chưa có điểm tựa nên là nó không có quay đấy. Đây, cái phần mặt bích của cái bát gen này, bên ngoài nó cũng có 4 cái phần lỗ để các bác bắt chế lên bàn máy này. Cái phần bi này, nó vẫn còn nguyên cả cái con ốc kiểu bơm mỡ này các bác. Đấy, bơm mỡ vào nhé. Trơn trượt rất là nhẹ nhàng luôn. Mẫu số 31 này của em sẽ có giá là 700.000 một bộ. Đối với cái mẫu này bác nào mà chuyển khoản trước thì sẽ được miễn ship. Còn em thì vẫn ship COD như bình thường, nhưng mà lại sẽ không miễn ship cho cái mẫu này nhé. Mẫu nào mà chuyển khoản trước được miễn ship thì em sẽ báo rõ ở trên video luôn nha các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 32.
32 là cái mẫu này gọi là cái gì nhỉ? Cái điều khiển đấy các bác, điều khiển của máy cẩu. Mẫu này là hàng Nhật bãi nhá, nó sẽ có 3 nút như này. Đấy, nó còn nguyên cả cái phần dây như này. Ở cái phần túi bóng ấy. Ở bên trên này nó sẽ có một cái phần dây rắc như kia. Đấy, phần đầu dây điện này các bác, nó sẽ có cả cái phần sợi dây cáp đi kèm luôn theo cái sợi dây điện nhá. Đây em đo phần dây này. Cái này phần dây ở đây em đo là mười mấy đây. Phần dây này của nó là được 11 nhé các bác. Đường kính bên ngoài em đo là 11. Trên đây thì nó có ghi sẵn đây là dây dài 10 mét đấy các bác. Mẫu số 32. Hình thức thì rất là đẹp luôn. Cái này nó còn nguyên cả cái túi này nên em chưa có khui ra đấy. Mẫu số 32 này của em sẽ có giá là 400.000. Hiện tại cái mẫu này đang có cả cái loại mà dây dài tầm 30 mét nữa, 20 đến 30 mét. Các bác nào có nhu cầu cần xem thì mời các bác qua Zalo, em sẽ gửi ảnh các bác xem tham khảo thêm nhé. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 33. 33 ở đây em đang có hai cây nhôm này. Cái này kiểu nhôm định hình các bác. Nhôm định hình, nhôm hàng Hàn Quốc nhá. Mẫu này đây, nhôm vuông 3x3 nha các bác. Chiều dài này. Mẫu này có hai cây thôi. Chiều dài mẫu này đo được là 134 cm. Ở đây em đang có hai cây, mẫu số 33 này có giá là 110.000 một cây nhá. Còn đây là mẫu 34. 34 cũng là cái nhôm vuông 3x3 này, kiểu nhôm hộp, nhôm định hình. Đấy, các bác nào mà làm thước này hay là làm khung bàn này, rồi khung máy các thứ thì đều ok nhá. Mẫu này dài hơn này, để em xem nào. Mẫu này chiều dài của nó là 154 cm ạ. 154 cm. Mẫu số 34 này của em sẽ có giá là 120.000 một cây. Mẫu 34 này thì có 3 cây, còn 33 thì em có 2 cây nha các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu mẫu 35, 36, 37. Nó sẽ là cái khung trục tròn nha các bác. Đây là mẫu 35 trước này. Mẫu này phần trục tròn đo được là phi 20. Đây em sẽ đo kích thước cái phần khung bên trên đỡ bi này nhá. Bản rộng là 6 cm, chiều dài là 26 cm này. Tổng chiều cao đo lên được 22 cm. Bên dưới nó sẽ cũng là cái khung sắt này. Em xem độ dày này. Mẫu này độ dày của nó là 1,7 cm nhá. Ở cái bên trên này như là dày hơn đây này. Mẫu bên trên độ dày 2 cm. Cái này của nó là trục tròn phi 20, trục tròn sắt đặc hai bên này. Mẫu số 35, cái này của em sẽ có giá là 150.000. Cái này có một chiếc thôi ạ. Còn đây là mẫu 36. 36 này. 36 cái phần khung này. Ủa, 36 này, cái phần bên trên và bên dưới này các bác. Bên trên và bên dưới này của nó sẽ là bằng nhôm. Cũng là trục tròn phi 20, trục tròn sắt đặc. Đây bên trên bên dưới này. Đấy, hai cái phần bi đều trơn tru ạ. Kích thước phần mặt bích này, mẫu này bản rộng 6 cm, chiều dài đo được là 25 cm ạ. Mẫu này tổng chiều cao từ dưới đất đo lên ở đây sẽ được là 22 cm nhá. Mẫu số 36, cái này của em sẽ có giá là 150.000, mẫu này có một chiếc. Còn đây là mẫu 37. 37 cái phần bên dưới này bằng nhôm này, phần khung này sẽ là bằng sắt nhá. Đây này bằng sắt này các bác. Còn đây là bằng nhôm. Hai bên mẫu này cũng là có hai cái bi trục tròn phi 20, trục tròn sẵn đặc. Phần khung này, phần khung em cũng đo kích thước này. Cái này nó cũng bằng cái mẫu 36 ấy. Bản rộng 6 cm, chiều dài là 25 cm. Tổng chiều cao là mẫu này được 23 cm nhá. Số 37 này, cái này của em có giá là 150.000. Mẫu này cũng chỉ có một chiếc thôi. Tiếp theo là mẫu 38. 38 là hai cây trục tròn sắt đặc. Đây mẫu này là trục tròn sắt đặc phi 25 nhá. Ở bên trên nó cũng có cái phần ren này cũng là phi 25 luôn nha các bác. Trên đây nó có hai cái lò xo này, các bác không cần có thể tháo rời ra nhá. Nó có ở sẵn đấy nên em cũng để nguyên vậy đấy. Chiều dài này, mẫu này được 60 cm ạ. Combo này gồm hai chiếc là của mẫu số 38, hai cây trục tròn phi 25 sắt đặc có giá là 150.000 là combo hai cây nhá. Cái mẫu này là trục tròn phi 20 nha các bác. Ở bên này em đang có cả mấy cái này. Mẫu này là trục tròn phi 16 này, khung nhôm. Đấy, bác nào mà có nhu cầu chốt hay là xem thì báo em nhé. Cái này bán lẻ là 150.000 một chiếc. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 38 này đến 39 ạ. Đây các bác, 39 của em nó là cái mẫu trục tròn này. Cái này của nó là trục tròn có đế nhá. Đây em cho các bác xem cái phần đế của nó trước này. Đây, cái phần đế bên dưới này của nó sẽ là đế nhôm. Đế nhôm lại dày nha.
Đấy, như là các bác đến nhôm lại dày như này. Mẫu này của nó sẽ là trục tròn phi 30, trục tròn sắt đặc. Mỗi một cây trục trên đây nó sẽ có là 2 bi. Đây các bác đợi em chút nào. Đây. Trục tròn của nó là phi 30 sắt đặc nhá. Chứ một cây trục nó sẽ có 2 bi như này. Phần bi thì trơn tru nhẹ nhàng, trên cái mặt bích nó sẽ có 4 cái lỗ gen để các bác có thể bắt ốc nhá. Để em xem là mẫu này lỗ gen bao nhiêu đây. Mẫu này lỗ gen đo được là 6 ly à. Mẫu này gen của nó là 7 ly nha các bác. Em đo kích thước phần bi này. Mẫu này bản rộng của bi là 7 cm. Chiều dài của bi là 7 cm luôn. Phần bi thì trơn tru như này. Mẫu này thì tổng chiều dài của nó sẽ là 260 cm nha các bác, là 2m6 một cây đấy. Mẫu số 39. Một cây của em sẽ có giá là 900.000 một cây. Bác nào mà có nhu cầu muốn mua thêm cái bi này thì báo em nhé. Em đang lẻ vài cái bi đấy. Bi thì em sẽ bán giá là 100.000 một viên nha. Đấy, mẫu này hiện tại là chắc đang có tầm 10 cây nữa. Chuyến này có 10 cây nữa nha các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 40. Ở đây em có một ít các cái ống inox này các bác. Đấy, ống inox này về bác nào mà lần trước có mua rồi thì biết về nó này. Rất là dày và đẹp luôn. Đây là combo hai chiếc ống, ống dạng chữ T này. T nha các bác, đây bên dưới nó có một cái phần bắt này. Đấy, phần kiểu nối ấy. Bên trong mẫu này của nó sẽ là lỗ 47. Bên ngoài phần thân đường kính sẽ là 50 nha các bác. Đây, inox 304, loại dày, cái này là hàng Hàn Quốc ấy các bác. Mẫu này chiều dài đem đo được là 12.7 cm nhá. Combo gồm hai cái như này của em sẽ có giá là 150.000, là combo hai chiếc. Không khác gì hàng mới luôn. Đảm bảo các bác nhận hàng là ưng ý. Cái mẫu này thì chưa có bác nào mà phàn nàn về cái chất lượng, về cái độ mà mỏng dày của nó luôn ấy ạ. Bác nào mà mua cái loại này thì mình yên tâm luôn. Tiếp theo là mẫu 41. 41 đấy em sẽ có combo 3 cây nhé. Các cái mẫu này nó sẽ lắp vào với nhau được, nó cùng kích thước. Phần lỗ bên trong là 47, bên ngoài phần thân đường kính là được 50. Còn cái phần mặt bích này, phần mặt bích ở đây đường kính đo được là 69. Cùng một loại nhé các bác. Chiều dài ở đây em sẽ đo được là 21 cm. Đây combo này là gồm 3 chiếc của mẫu số 41, có giá là 180.000, combo 3 chiếc. Tiếp theo chuyển qua mẫu 42. 42 là cái mẫu góc cong như này. Đấy. Góc cong này thì cũng giống như vậy thôi. Phần lỗ bên trong là 47 và phần thân bên ngoài đường kính là 50. Mẫu số 42 có giá là 35.000 một chiếc nha các bác. Inox 304 hàng Hàn Quốc. Mẫu số 42 này em đang có là gồm 2, 4, 6, 7 chiếc. Tiếp theo chuyển qua mẫu 43. Đây 43 là mẫu này. Mẫu này nó giống như cái điện thoại ấy các bác. Đây là có một cái phần nhỏ bên trên đây nhá. Các cái mẫu này này thì các cái phần này cũng là bằng inox nhưng có con ốc này. Con ốc này thì nó lại làm bằng sắt nha các bác. Đấy, kích thước giống nhau hết, bây giờ chỉ cần đo chiều dài thôi nhá. Bên trong của nó là phần lỗ là 47, bên ngoài phần thân của nó là 50. Tổng chiều dài ở đây em đo được là 37 cm. Cái mẫu này 43 này em đang có 3 chiếc này, có giá là 120.000 một chiếc. Tiếp theo chuyển qua mẫu 44. Đây 44 là mẫu này. Một cái mẫu chữ T nha các bác. Một cái mẫu chữ T như này. Đây em đo kích thước này. Như cái mẫu này phần lỗ bên trong của em đo được là 90. Phần bên ngoài của nó là 95. Phần miệng bên này to hơn này. Phần miệng bên trong của đây em đo được là 11 nha các bác. 11 nha. Mẫu này mặt ngang ở đây em sẽ đo được là 24 cm. Còn để nguyên như này mà đo tổng như này sẽ được là khoảng 28 cm nha các bác. Đây là mẫu chữ T. Mẫu chữ T này của em sẽ có giá là 170.000. Đây là mẫu số 44 nha các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu 45. Đây 45 là cái hộp này. Cái hộp này cũng là inox nha các bác. Đây, để em xem mà. Chỗ này là đo được cái phần độ dày này. Như cái mẫu này độ dày em đo được là 2 ly. Đây, cái này nó bắt nối vào nhau nha các bác. Như một cái hộp gì bên trong này. Đấy. Em đo kích thước phần khung bên ngoài của nó này. Cái này bản rộng đo được là 24.5 cm. Tổng chiều cao là được 22 cm nha các bác. Mẫu số 45. Cái này của em sẽ có giá là 180.000. Đây bác nào chốt thì bảo em nhé. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 46. Đây 46 là một cái ống thẳng này.
với ống dạng thẳng như này các bác. Phần lỗ bên trong là 47, bên ngoài của nó là 50. Mẫu này đo chiều dài này. Tổng chiều dài của mẫu này đo là 70cm nha các bác. Số 46 này, cái này của em sẽ có giá là 150.000. Còn đây là mẫu 47. 47 thì nó cũng là một dạng ống dài. Đây bên trên dài bên kia này. Bên dưới này nó sẽ có một đoạn góc cong như này nhá. Phần thân thì giống nhau hết rồi. Bên trong là 47 và bên ngoài là 50. Đây em đo tổng chiều dài này. Mẫu này tổng chiều dài của nó là được 115cm. Đây là mẫu số 47 có giá là 230.000. Đây. Tiếp theo đây là mẫu 48. 48 thì nó sẽ có kiểu góc cong như này. Đây bên trên nó sẽ kiểu góc cong vuông góc như này nha các bác. Ở giữa đây nó sẽ có một cái phần nối này. Các bác đây này, cái này của nó là inox nhá, nhưng con ốc này của nó này nó lại hơi hút một chút nhá. Đây này. Phần lỗ bên trong này của nó cũng là 47 này và bên ngoài phần thân của nó sẽ là 50. Cái này thì nó sẽ ghép bởi 3 chiếc vào với nhau nhá. Đây, một cái đoạn thẳng này. Còn bên trên kia là cái đoạn góc cong, ở giữa nó sẽ là cái lò xo nha. Cũng không hút lâm châm đâu nha các bác. Inox hết đấy ạ. Đây kéo thước này, em sẽ đo từ cái phần góc cong này xuống đây sẽ được là 89cm nha các bác. Mẫu số 48, cái này của em sẽ có giá là 350.000 thôi. Hình thức thì không khác gì hàng mới cả, rất là đẹp luôn ạ. Hôm nay trên video của em có tất cả là 48 mã hàng. Các bác có nhu cầu mua mẫu nào thì alo đặt hàng ủng hộ em theo số điện thoại em có ghi sẵn ở dưới phần mô tả của video nhé. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn tất cả các bác, các anh, các chú ở những video tiếp theo. Các bác xem video được cho em xin nút like, nữa đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ạ.